Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ để các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống và vai trò của phụ nữ thông qua các hoạt động ý nghĩa thiết thực. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, năng động sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất, là đầu tàu thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Những năm qua, bà Nguyễn Thị Triều, chi hội phó, chi hội phụ nữ thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã làm thay đổi nhận thức và hành động của chị em phụ nữ nơi đây. Từ một cơ sở hội chưa có nhiều hoạt động, đến nay bà đã thu hút chị em thực hiện tốt nhiều cuộc vận động phong trào thi đua, đặc biệt là mô hình đường hoa phụ nữ kiểu mẫu và hũ gạo tình thương. 5 năm qua, chi hội đã quyên góp được 1,5 tấn gạo, 21 triệu đồng tiền mặt, giúp đỡ 33 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mình làm sao mình phải phấn đấu và tâm huyết lúc nào cũng gương mẫu, động viên chị em từ đấy thì chị em mới tâm huyết cùng với tôi mới xây dựng quê hương được. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, nhưng không vì thế mà bà Hoàng Thị Nguyệt ở thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa chịu khuất phục trước số phận. Bà mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng quất cảnh, diện tích hơn 1 hectare hàng năm cho thu lãi trên 1 tỷ đồng. Không những thế, bà còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi cháu 1,2 triệu đồng một năm, dành hàng trăm triệu đồng để ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm tình thương, sinh kế cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở chi tổ hội, tạo môi trường điều kiện để chị em có cơ hội phát triển, chị Đỗ Thị Xoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi chị em nơi đây. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Châu là một trong những đơn vị vững mạnh của huyện, có 2.100 hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt với 410 hội viên. Nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc được thực hiện tốt. Với sự chỉ đạo của đồng chí thì đối với hội viên của chúng tôi là cũng đã vươn lên một cách rõ rệt về thay đổi về cây trồng hay là về con giống để chăn nuôi, và từ đó chị em cũng đã làm chủ được cuộc sống và đưa gia đình là phát triển một cách rõ rệt. Từ các phong trào thi đua yêu nước, chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng những phần việc, những hoạt động thiết thực, ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.